cái người truyền đạo như vậy thì khi một người đã tái sinh một trong một cặp vợ chồng này, ví dụ cái tâm về sau rồi một người khác cũng tái sinh đó làm anh em cũng như vậy thôi, đã có anh em có người gì có người á tái sinh vợ không đấy. Còn thầy nói nó cái đó là con thấy này, hai anh em sinh đôi mà người sinh trước thì tâm khác, mà người sinh sau tâm khác, rồi cái tai họa ở trên cuộc đời này cái người sinh trước nó gặp tai họa khác, mà cái người sinh sau cũng, hai người sinh đôi cũng đồng thời trước sau có một vài phút một vài giây vậy, mà nó khác, đó là nhân quả của người ta, mà nó tương ưng là bây giờ nó giống trên cái tham sân si nó, nhưng cái nghiệp của nó để thọ hưởng phước báo hay không nó còn có cái riêng của nó, cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp. Okay. Cái cần thời nghiệp mà nó đi đầu thai thì cùng chính thể tăng linh có thể biết là nó ở chỗ nào. Thế nhưng cái thời trường mà nó phóng thốc ra trong lúc mà còn đang sống chứ chưa phải là đoạn cần thời nghiệp thì nó cũng đi đầu thai, thì lúc đấy tôi dùng tâm linh để biết rằng nó ở chỗ nào không? Biết chứ. Nó cũng vẫn biết được. Bởi vì tâm linh mà nó còn ở chỗ nào mà nó không thở. Vì cái tâm linh nó hay lắm đấy, nó không có không gian thời gian. Để ý nó muốn là nó thấy. Bởi vì ví dụ như bây giờ thầy nói là một con người sanh ra nhiều người bằng cái hành động thì há của nó, mà khi mình còn sống thì không ai tin. Nhưng mà cái người mà có tâm minh, người ta nói với người ta biết liền, người ta hiểu liền, khỏi cần phải đem thảo mộc mà chứng minh. Mình hiểu không? Thế thì một đời người đang sống mà tạo ra không biết bao nhiêu người, bao nhiêu phần, bao nhiêu loại vật mà như nào phải hết được, không biết bao nhiêu là cái. Và nếu tính cách mạnh, nó vào vô tính cách mạnh, nó cứ như thế nó đổi thay nó vậy thôi. Mình thì coi như là vô tình cứ chịu phóng sức mà sanh ra, mà ai sanh làm gì làm khổ đau gì mà. Nhưng mà không ngờ chính là mình là chủ chốt, bây giờ mình là nghiệp nhân quả. Bởi vì nó nhân quả mà nói con đừng có nghĩ rằng mình chỉ tính sanh. Bạn thầy con xin hỏi là vậy những con vật nó sanh hẳn, nó tức giận, nó cũng phóng sức rồi. Cũng vậy đó con, nó cũng phóng sức. Hay nó tức giận mà nó giành ăn, cái nó cấu xé nhau thì nó cũng phóng hành y như mình. Như vậy là hàng ngày mà con tưởng tượng ra mà nó phóng sức đi. Tại vì sao những cái tư tưởng của vật với của người thì không thể tương ứng với nhau được ạ? À, sân nó cũng y nhau con, nó cũng tham thì con vật nó với con người. Nhưng mà cái lớp nghiệp của nó là con vật, cái tâm của nó vẫn giống nhau. Cái vô hình, cái phần tâm nó vẫn giống nhau, nó tham sân si nó cũng vậy. Nhưng mà con người nó khác hơn là tại vì nó biết thiện với ác, còn con vật không biết. Nó phân biệt được vậy chứ cũng có con nó hiền lành lắm đấy con, nó được cái sự hướng dẫn của mình. Thầy nói bây giờ con rắn đi, nó ở gần với một người tu đi, nó hiền lắm đấy con, mà nó ở gần với người dữ, gặp ai nó mổ á, gặp ai ông thầy mà bắt rắn và về mà ông dùng ngã nghệ bắt rắn xả mình vô lỡ quớ không cắn mình chết đó. Còn gặp ông thầy tu mà ở gần rắn, con rắn mình vô không cắn nó, con ảnh hưởng tốt lắm chứ. Những cái con vật mà lúc nó làm thiện như vậy thì cái tự trưởng phóng ra nó thành làm người không? À, nó gần với một cái con người của chúng ta đó, nó được những cái thiện đó con, nó sẽ sinh làm người đó. Bởi vì cái tiêu chuẩn nó có cái tiêu chuẩn đó con. Ví dụ như con rắn hay bắt cái nhái cóc mà giờ nó gần con người của mình, nó không ăn cóc con nhái nữa, hiền lành ăn chay luôn. Bữa nào nó cũng xin cơm mình ăn, mình không cho nó ăn những con vật gì nữa. Tức là nó tránh những cái nhân sát sanh của nó rồi. Rồi mấy con thấy con người thì mình còn nói giọng ngữ nó láo chứ còn giờ nó có nói đâu thì nó cũng đỡ, cái giới đó nó cũng đổi không? Rồi cái tánh mà nó dâm dục này kia thì nó cũng có chứ không, mình gần mình nó riết rồi cái tánh dâm dục nó cũng hết đi, nó cũng đó là nó những cái điều kiện nó thành người được mà, tức là tiêu chuẩn nó sẽ thành người. Bởi vì năm cái tiêu chuẩn làm người mà, năm giới đó nó đúng cái năm tiêu chuẩn giới luật là nó thành người mà. Một con vợ con nuôi đi mà nó đúng năm tiêu chuẩn nó sẽ thành người. Bởi vì năm cái tiêu chuẩn làm người mà, năm giới đó. Bạch thầy, như vậy là trong lúc con khoảng thời gian con muốn gặp thân đó, con tự nhiên cảm nhận cái cây đó nó muốn cái gì đó, thành ra con ngồi trong tóc con mà con ngồi tiếp tạo mấy cây nó nghe thầy. Chứ là dưới mấy cái con chim mà nó bay nó liếc qua trong tóc con á, chứ con ngồi con tĩnh tâm thì con tiếp tạo nó nghe. Cái gì là những cái từ trường nó tốt mà. À, tại vì vậy thầy nói là ví dụ như một con vật nó cắn con đi, như một con muỗi. À, con nói hoặc một con kiến nó cắn con đừng có, con đừng có cắn, cắn chú đau lắm hả con. Con cắn là ác pháp, mà con không cắn đó là thiện pháp. Con nhớ vậy, sao đó con kiến không cắn mà. Đó là mình hướng dẫn thiện mà đó. Đúng
giống như là con có mấy lần bị tích ra nó bò trên sinh con biết bự ra thầy. Thế nó bốn 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 vậy nè. Con đứng im lặng nói mình mình làm những cái gặp thành nhận nó không lại mình đâu. Nhiều lần mà tích nó như vậy con đỡ cái gì con thả đi mà mấy lần nó thắng. À, thì đó là mình hiền. Rồi từ đó nó mình dạy nó, mình biết nó sẽ gặp những người ác nó cắn chứ không xong đâu, nhưng mà mình thì nó thấy mình quá hiền, không có thay vì người ta nó u vậy nó bám vô trong da mình vậy, mình lật ra mình dung nó đi, nó biết là cái này dữ tợn rồi nó cắn liền nó đúng. Còn này con thấy con đứng yên, thành ra từ từ đó con nói rồi bắt đầu nó xả, nhưng mà con vẫn nên dạy nó à, con biết con có duyên mà đến đây bò trên chim chú đó nha, thì con đừng có cắn ai, con không cắn ai thì con sẽ được bình an yên ổn. Anh con nói vậy đó, đó là cái điều tốt. Mà thành ra cuối cùng mà nó thà chết mà không cắn đâu. Con mới làm con ngồi yên, nó kiếm nó bò lên chân của con á. Tại mình không biết kiếm nó bò lên chân mình là cùng chung chân luôn. Cái con nói là con nói với chúng con á, con nói nếu như mà mình có phản ứng á là mình có cái sự nhát cho đến với nó à, như vậy là làm cho nó cũng nó ác như mình luôn. Biết nó cắn mình nghe nó ác thôi thì mình đi thẳng từ từ, nó đi nó hèn, nhưng mà ác nó bò mất hết rồi. Ừ, nói vậy nó mới ngon, nó cảm thông được mình. Thì đồng thời mình cũng hướng dẫn nó, mình cứ mình sống mà mình biết cách mình, bởi vì mình là cái người tu nhận không mà tính chính cái chỗ ở không đó mới luyện cái tâm từ, cái lòng thương yêu mình dạy kiếm cho nó thấm nhuần cái lòng từ của mình lớn lắm. Thành ra mình với mọi vật nó gần gũi nhau, cái lòng thương yêu nó gần gũi nhau. Nếu con cứ tập một thời gian, mấy con sẽ thấy cái lòng thương yêu của mình lớn rồi. Ừ. Cho nên đối với ai mình không muốn tức giận buồn phiền. Một phần này như vậy là những cái đàn kiến mà có duyên ở gần mình á, mình biết những từ trường mình ảnh hưởng làm như thế, thì qua một cái giai đoạn nào đó nó cũng có thể ảnh hưởng nó trở thành người hả? Chứ sao con, nó sẽ thiện á, nó đúng cái tiêu chuẩn nó làm người là hết. Bởi vì đó là qua cái lớp kiến mà thôi. À, cũng như cô Diệu Dân ở trước nó có cái đường chỗ mà cái thất cổ nó có đường kiến đi qua, từ bên này đi qua chút lửa nó làm cái hang á. Là cái đường đi thấy đất ở trên, rồi nếu buổi sáng quét nó chạy tùm lum ra đụng đâu cắn đó, thì gõ không có quét, gõ nói bây giờ trên con đường này đó, gõ đến đó cổ quét nó, con ngồi xuống cổ nói ở đây là cái đường đi, mấy con đừng ở đây, đi chỗ khác đi cho nó cho cô quét, chứ còn mấy con ở đây thì cô quét làm cho mấy con đau hoặc là mấy con bị giận đi, đó là mấy con đi để cô quét. Cái bữa nào ở đây chúng này cũng rác rưởi không dưa lắm, thì cô nói dài ba lần sao nó cảm thông rồi sao nó không có bò ngang đây nữa, đi đường nào nó cũng cảm thông được chứ mình. Đó là những hiện tượng mà chúng ta thấy. Thầy, đó từ trường mà tôi duyên á, thầy dạy chúng con rất là hiểu nghiệm với thầy. Có một lần đó nguyên một bài chiến đông lắm, cái bò nghe hết con đang ở ngoài á, con đi mà con đi ngang con đạp cái là mấy chục con vậy đó, con nhìn con đi quận vô nó thấy mấy chục con nằm con quá đau khổ, con thương xót nó, con ngồi con nói chuyện biết bao vậy, con nói là các em mà bị đạp gì là ta cũng đau khổ lương tâm đó lắm, con mốt em đừng có bò hôm nay nữa, con ngồi con nói chuyện nó biết bao nhưng mà bây giờ nó không bò ra nữa là tiếng là đi nó bò ra được khác. Nó thì mấy con biết là giận nó đều giao cảm được mình, tại vì cái tâm của mình nó phóng xuất cái từ trường rồi cái xúc giác của nó cảm nhận mà nó không nghe tiếng nói con đâu, nhưng mà cái tiếng ái ngữ của con, cái lòng lành của con nó phóng xuất cái từ trường đó lên con nghe. Cho nên nó lợi ích lắm trong cái con đường tu tập của chúng ta. Tới đây cái tâm từ mấy con học nhiều lắm, không phải đơn giản đâu. Tới đây là cái vấn đề mà chúng ta từ cái chỗ mà chúng ta lý thuyết chúng ta nói tất cả những cái hành động của tâm từ, nó làm chúng ta triển khai được cái lòng thương yêu pháp độc nhất của đạo Phật đi vào giải thoát mà đâu có pháp độc ích. Tứ vô lượng tâm đó là những cái pháp độc nhất để đi vào cái sự tu. Hôm nay chúng ta thấy cái tâm từ chúng ta nó có nhiều cái hiệu quả lớn, nó đối trị tâm sân chúng ta rất lớn lắm. Cái người có từ tâm là người ta không có sân, người ta không có giận hờn kẻ khác, cứ đó là từ tâm. Cho nên chúng ta càng nuôi lớn cái tâm từ càng tốt. Mà đây tới bài học của chúng ta là thực phẩm bất tịnh, xong rồi thì chúng ta qua học tâm từ. Cái chương trình chúng ta đã đi tới chỗ đó.